thưa các cô bác anh chị, hôm nay thì có một cô ẩn danh muốn gửi cái số tiền là 28 triệu, trong đó 25 triệu là cô dùng để phát cơm tặng cho Tuấn Dương và tình nguyện viên là 3 triệu. Thì cô không muốn nêu tên, mặc dù Tuấn Dương đã chuẩn bị danh sách và đọc tên của cô, nhưng mà cô không có muốn cho đọc tên, nên là đây là người ẩn danh. Thì bữa cơm ngày hôm nay đó các bạn, các cái món ăn mình sẽ quay trước để cô bác anh chị chúng ta coi, là món thịt kho tiêu này, rồi món cá nục chiên này, cá sốt cà chua này, tôm càng này, chả cá sốt cà chua này, gà này, rồi bò xào với đậu que này, rồi tôm xào với bông cải xanh này, gà kho gừng này, gà kho sả ớt, rất là nhiều những cái món ăn ngon. Bên cạnh đó thì còn phát thêm cái phần bánh bao nữa. Cô ơi, ai lên chia nữa, cô cất cái đó đi, cô bỏ bớt xuống đi được rồi. Thì tụi mình sẽ bày cái này lên để cho mọi người biết là có các cái món ăn sẽ phát, nhưng mà lúc phát ấy, thì sẽ bánh bao có hả, tiền mà một bánh gạo là hết rồi con. Bữa dạ. Nay là có 2 triệu là của anh Quân ở dạ. California gì đó. Dạ dạ. Rồi 2 triệu rồi. Dạ. 2 triệu anh Quân gửi thì phát bánh bao. Sữa chiều phát chú. Rồi còn bây giờ mình sẽ phát là thêm là bánh mì này, phát nước suối, phát chuối. Rồi alo. Alo. Từng cô bác mình chuẩn bị sẵn hai cái hố, rồi chuẩn bị bao xốp, mình tiến tới giúp con. Rồi, dần lên người nhà tới đẩy bệnh nhân lên đi các cô chú. Ưu tiên cho những bệnh nhân ung thư. Rồi tiến tới giùm con. Không có phát phiếu. Không phát phiếu nhưng vẫn phát tiền. Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu đi đi cô. Giờ mình ra đây mình không có tiền là mình không không nhận được hay sao? Rồi tiến tới giùm con các cô chú ơi. Mỗi người một phần. Rồi cô đứng ở đó cô phát tiền. Cứ đây là những người bệnh nhân ung thư, những người ngồi xe lăn là cô phát. Dạ dạ, họ đi hai người nhưng mà cô phát cho cái người ngồi xe lăn thôi. Còn cái người nhà khỏi phát để. Dạ dạ dạ, cảm ơn cô. Cơm tự chọn nó có khoảng 9 món, cô bác ăn món nào thì lựa món đó. Mỗi người sẽ được nhận thêm 100.000 tiền mặt. Có một cô cũng không có nêu tên, cô tới cô phát. Nhận xong thì cô bác mang qua bên đường sắp xếp giùm em. Rồi cảm ơn các cô bác. Chín ơi, qua bên kia đẩy cái để cái bàn lên. Thì chín ơi, qua bên đường lật hai cái bàn lên cho người ta để thức ăn. Cô bác ăn món nào chỉ món đó nhé. Chúc sức khỏe. Dạ. Qua đi chú, qua đi chú. Bác sĩ nói chừng nào mới ấy? Có người ta đã trả lời gì chưa đúng không? Trả lời bảo là 2-3 ngày nữa. 2-3 ngày nữa đúng không? Rồi ok. Có gì cứ báo cho anh biết nhá. Ở đây báo cho anh biết nhá. Rồi cảm ơn. Thôi cơm tự chọn. Cô bác ăn món nào thì chỉ món đó. Chọn một trong số 9 món ở trên bàn. Rồi mỗi người thì bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Tùy duyên mình sẽ nhận 100.000 tiền mặt. Ưu tiên cho những bệnh nhân ung thư. Bữa cơm này của một cô ẩn danh tài trợ. Người phát tiền cũng ẩn danh luôn.
nhận thức ăn xong mang qua bên đường sắp xếp, nhớ cảm ơn nhà hảo tâm dùm. Qua đường đẩy đi chị gái ơi, xin lỗi, qua đường xếp hàng. Xếp hàng. Mình đừng có giả vờ nữa, trời ơi, người ta xếp hàng rồi. Cô bác mở sẵn nắp hộp ra dùm con ạ, mở sẵn nắp hộp, mở bao xốp ra để các tình nguyện viên sẽ bỏ thức ăn vô trong cho mình. Anh trai có nhận thức ăn không? Qua bên đường xếp hàng. Anh làm hộ giúp chú Tư đâu. Sắp ăn dài đi. Rồi ok, phụ đúng không? Rồi đi theo thứ tự dùm. Mấy cô mới ra về cuối hàng xếp hàng cô, qua bên kia đường xếp hàng cô. Lấy xe à? À rồi. Cô bác đi theo hàng, đi theo thứ tự dùm nhá, hỗ trợ bếp cơm. Qua bên đường xếp hàng đi. Mấy cô ơi vui lòng ngồi xuống rồi. Dạ mấy cô vui lòng ngồi xuống. Sao cô? Ai chen ạ? Đâu người nào? Người nào chen cô? Đâu người nào chen thì chỉ cho con. Đâu ai chen? Ai chen cô? Chỉ về cô này nói, con này cô chỉ là nói bên này. Chỉ cái là ra ngoài ngay và luôn trong một nốt nhạc. Cô đứng dậy, cô chỉ ai chen, bất cứ người nào. Rồi chỗ kia ngồi theo đúng hàng đi mấy em. Ai? Cô bác mình giữ trật tự giúp em đi, 400-500 người, mỗi người một ý là rất khó làm nhé. Chú ơi đừng hút thuốc, ở đây ảnh hưởng đến những người khác, đừng hút thuốc chú. Cái muỗng này của ai này? Đâu, bỏ vô trong cho cũng muốn đứng cẩn thận té. Rồi mỗi người một phần dùm đi. Cô bác nhận xong mang qua bên đường đậy nhá, mang qua bên đường đậy, xin cảm ơn. Mỗi người có phần thôi anh ăn trộm cơm, không có cá nha. Trộm cá không có cơm. Mỗi người có một phần thôi. Mỗi người một món. Để làm đi anh ơi, bốn bữa tối đi. Qua bên đường đậy dùm, cảm ơn. Rồi cảm ơn cô. Vâng, chúc cô sức khỏe. Rồi ok, cảm ơn cô. Dạ rồi, chúc sức khỏe. Qua đường đậy dùm. Đây này, ai muốn lấy lấy. Vâng đây. Ngoài bao là muốn lấy gì nữa lấy đem lại luôn. Chú không ơi, chú để trên này được không? Để trên này con phát cho. Con đưa cho người ta. Rồi mỗi người phần thêm này. Có ăn cơm đồ chay nhá. Rồi lấy đồ thêm. Rồi chúc khỏe, lấy đi em. Lấy bánh thì lấy. Rồi ok. Rồi qua đi. Rồi đại ca này ăn bánh không? Rồi ăn này không? Rồi ok, chúc sức khỏe. Này lấy đi. Chúc sức khỏe. Ai ăn cơm cuộn chay nữa thì tới đây nhá. Xếp hàng.
xếp hàng chứ giờ. Ở đây này, xếp hàng nhá. Ai lấy thêm đồ chay này. Rồi chúc sức khỏe, qua đường đây giúp em. Rồi chúc sức khỏe, qua đường sắp xếp. Có cái bàn của mình đó. Đồng lên tâm qua đường sắp xếp, tỏ 1.000 cũng thôi. Đây cơm cuộn chay. À không, cũng cơm mặn nhưng không phải chay đâu, ăn đi. Rồi chúc sức khỏe, rồi qua đường đợi dùm. Rồi chúc sức khỏe, qua đường đợi dùm đi ạ. Rồi ăn thêm, đây là cơm cuộn nhá, cơm cuộn Nhật Bản. Rồi chúc sức khỏe. Cảm ơn cô, cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe. Nhận đâu, nè chúc sức khỏe. Ở đâu ơi? Đó. Rồi, lỡ lấy nhá, nhưng mà phải xếp hàng. Rồi, em trai lấy đi, sau xếp hàng nhá. Rồi, ok. Rồi, lấy đi bà. Rồi, đây, mỗi người một phần, mỗi người một phần. Vậy em đứng em phát đi. Em đứng em phát đi. Tưởng bên ngoài, xin lỗi. Rồi, ai có rồi, thôi, cô bác. Rồi, cô bác nhận thêm đồ ăn nhá. Cái này là chay em mặn đấy. Mặn đúng không? Ừ. Cô bác nhận thêm cơm mặn, cơm cuộn này, nhà hàng cho. Mỗi người một phần, nhận xong mang qua bên đường đây, cô bác ơi. Cô bác cầm sẵn hai cái hộp ra tay, một cái đựng cơm, cái đựng đồ ăn. Hết cơm thì bếp cơm sẽ phát bánh bao cho mình. Cô bác sẽ nhận cơm, nhận đầu tiên đi theo thứ tự, mình sẽ nhận là canh, nhận chuối, nhận nước suối. Dạ. Rồi mình nhận thêm bánh mì ngọt nhá. Chúc cô bác nhiều sức khỏe, nhớ cảm ơn nhà hảo tâm, cảm ơn tình nguyện viên đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn để có những phần ăn miễn phí. Rồi cảm ơn các bà. Đây chuối các bạn này, phát hôm nay chuối nhìn cũng rất là ngon nhé nè. Lớn quá không chuối, có bao nhiêu người quá. Chuối bự á. Dạ. À. Chuối bự quá, không chờ bự. Dạ dạ. Bự giá nặng ký, bự giá 1 kg á. Vâng. Nó giữ trật tự dùng. Rồi, lấy cái bánh nữa. Rồi, vô đi. Dạ, các cô bác đi nhận cơm vui lòng ngồi xuống giùm em để đảm bảo trật tự. Còn nếu mà mình đứng chơi thì đứng chỗ khác giùm em ạ. Chú ơi, vui lòng ngồi xuống giùm con chú. Ngồi xuống đỡ mỏi chân. Cô bên cạnh bóp chân cho ông giúp em. Chị quay sau nữa bóp chân cho ông giúp em. Các cô chú đứng ấy là lộn nhộn tạo cái hiện trường để cho kẻ xấu vào móc túi rồi chen lấn. Cô chú ngồi xuống giúp em ạ. Cô chú anh chị ngồi xuống giúp em. Chị áo xanh vui lòng ngồi xuống giúp em ạ. Chị áo xanh ơi, dễ thương quá, ngồi xuống giúp em đi. Dạ, ngồi xuống giùm em.
Chị có mỏi chân không? Mỏi chân anh bên cạnh bóp chân, bóp đùi cho bà. Này đi chưa? Dạ, dạ, rồi từ từ. Rồi chỗ này đứng dậy đi hàng đầu thôi nhá, đi theo đi. Hàng trong ngồi im nhá cô bác. Hàng trong cô bác ngồi tại chỗ giùm em nhá, hàng trong cứ ngồi tại chỗ, hàng ngoài đi thôi ạ. Lẹ lên chú. Đứng dậy anh ơi, đi theo giúp em. Hàng ngoài đi nhá, hàng trong vẫn đứng im. Hàng trong vẫn ngồi tại chỗ giùm nhá. À, cô bác ăn uống xong vỏ chai ấy, dục lung tung này, có thùng rác không để. Mời hàng ngoài cô bác đi đi, còn hàng trong thì vẫn ngồi tại chỗ giùm em nhá. Hàng ngoài đi đi. Đi theo luôn. Đi theo. Rồi tới đây. Đây, ai ngồi này. Hàng trong chú ơi, ngồi bắt đầu tới hàng trong rồi. Ăn tới lâu rồi đó mà em bảo hút ăn lâu rồi trong để cho ăn lâu. Rồi. Ông này đúng rồi chính xác. Ông này ông hút thuốc, đấy ông ngồi hút thuốc chỗ kia. Chú ơi ngồi xuống chú. Mình chờ khi nào cái hàng trong kia họ đi rồi mới tới hàng này nhá. Nếu mình muốn nhanh thì vô trong. Nắp hộp ra cô bác, cầm hai hộp ra tay trước đi, không có ra bỏ thức ăn vô trong rồi mình không ấy để được. Cô cầm hai hộp ra tay chưa? Rồi ok, xíu lên bỏ này ra nhá, mỗi cái thứ một cái cho người ta lấy. Rồi ok, cầm ra tay giúp con. Sao cơ? Ai đột quỵ? Rồi vô đây. Rồi cho rồi đây. Rồi đứng cho. Rồi ok. Cầm hai hộp ra người đẹp, cầm ra giúp em, cầm ra tay đi. Rồi đưa điện thoại cho em cất cho. Rồi. Cầm hai hộp ra tay dùng cho người ta bỏ thức ăn vô hộp. Cầm sẵn hai cái hộp ra tay nhá, một cái đựng cơm, cái đựng đồ ăn. Mở bao xốp ra, ta sẽ bỏ canh, bánh mì, chuối, nước suối vô cho mình. Mang qua bên đường đợi dùm cô bác ơi. Có để hai cái bàn bên đường nhá. Cô bác nhận thức ăn xong rồi mang qua bên đường sắp xếp. Bếp cơm có đặt hai cái bàn ở bên đường nhá.
Bếp cơm có bố trí hai cái bàn bên đường. Cô bác ngồi, cô bác lấy thức ăn xong rồi qua bên đường đây sắp xếp cho gọn gàng. Mỗi người còn cơm còn đồ ăn. Em muốn mình tham gia. Thì cô tới trực tiếp cô gửi, thì cô gửi tiền hoặc là cô tới cô phụ phát luôn, hoặc cô cầm tiền cô đứng cô phát, còn sắp xếp cho. Dạ ở đây thường một phần tụi con phát là cơm, bánh mì, chuối, nước suối là 50.000, tối thiểu là 50.000. Dạ. Tối thiểu là 50.000. Vâng. Dạ Tuấn Dương nghe. Rồi, xong chưa? Được rồi, để anh đẩy, anh tới. Dạ, 0966581231 cô. 66581231. Vâng, con tên Tuấn Dương. Vâng ạ. Dạ, ca sĩ Nguyễn Vy Hùng. Dạ. Cô ai cho con thì thường hay cho nhi đồng 2. Ung bướu thì bây giờ con ở đây cái khoa này là xạ trị ung thư Chợ Rẫy. Ở đây á, nếu mà cô đủ phát thì khoảng 5.000 phần. Vâng. 1.000 thì được 1/5. Còn nếu mà có nhiều thì phát khoảng 12.000 phần. Bệnh nhân người nuôi bệnh. Nói chung tùy thôi cô, bọn con như một buổi này thì khoảng 500-600 phần. Cơm ở đây là đường gì con ha? Dạ đây là đường Bà Triệu đấy cô. Cơm bệnh viện Chợ Rẫy. Dạ. Thì đây là cô nhìn đồ ăn ở đây là tự chọn. Họ muốn ăn món nào thì ăn. Rồi phát thêm bánh mì, phát nước suối, phát chuối. Có khi phát sữa. Tùy theo kinh phí mình có nhiều thì mình ấy. Đây cô ra đây, cô vào trong này. Cô vô đây. Ở đây là mình có chuẩn bị thêm bánh bao, là trong trường hợp mà cơm mình phát hết thì tặng mỗi người thêm cái bánh bao. Ở đây thì phát bánh mì, phát chuối, phát nước suối, phát canh. Ok. Dạ. Vâng. Thì xong rồi bữa nào đấy thì cô tới cô phát phụ luôn được. Ok. Hay là anh giống mấy cái bệnh viện ung bướu đồ nấu thường xuyên. Dạ đó. Được, dạ được. Ung bướu với nhi đồng một, nhi đồng mẫu bác sĩ Khanh này đó con biết rồi. Vâng, con biết rồi. Rồi con cảm ơn cô nhá. Đây đồ quá nhiều. Vâng, đây cô nhìn bên kia kìa, nói chung ở đây tụi con làm rất là trật tự. Có cô này phụ trách đi. Dạ rồi, ok. Để cho con làm. Vâng, con cảm ơn. Cô muốn phát tiền trực tiếp chú Kỳ. Chị phát tiền luôn cho bệnh nhân phải không? Dạ. Rồi chị nói đi ạ. Dạ. Ok được rồi. Dạ. Rồi ok. Vâng được. Ở đây dư sức. Ok, bây giờ chị bắt đầu chị phát. Chị chuẩn bị sẵn tiền rồi đúng không? Rồi chị phát đi ạ. À, cô tên gì, có cần nói tên cô? Con ghi tên là cô Liên, chợ Bình Tây. Cô Liên, chợ Bình Tây đúng không? Cô đọc số đi cô. Khoan, cô chờ con xíu nha. Em trai đứng im đó. 0916, dạ rồi. 031 rồi. 303. Được đủ chưa cô? Đủ rồi con. Con gọi qua nhé. Em trai chờ anh xíu. Cô Liên, chợ Bình Tây đúng không? Qua cho cô. Con là 0966581231. Cô đưa con bấm cho. Qua rồi đến thưa cô. Rồi, con cảm ơn. Rồi, ok. Cô Liên, chợ Bình Tây đúng không? Rồi, chị gái phát đi chị. Chị cầm từng cọc một, bỏ cọc kia lại. Ý là bỏ cọc này thôi. Rồi, mỗi người sẽ nhận 100.000 nhá. Cảm ơn.
Con cảm ơn, con chào cô. Dạ dạ dạ. Ơi, 200 người kế tiếp mỗi người sẽ được nhận 100.000 nhá. Cô bác cứ giữ trật tự, đi theo thứ tự thì sẽ có các nhà hảo tâm tới để giúp đỡ mình. Dạ dạ. 200 bệnh nhân và người nuôi bệnh tiếp theo, mỗi người sẽ được nhận 100.000 tiền mặt. Cô bác nhớ cảm ơn nhà hảo tâm giùm em nhá. Dạ thưa bà, qua bên đường xếp hàng. Vâng ạ, qua bên đường xếp hàng, hàng cuối cùng. Cô bác nhận thức ăn xong mang qua bên đường sắp xếp giùm em nhé. Cảm ơn cô bác. Đi qua dần đi chị gái, qua dần đi không kẹt. Cứ đi từ từ, từng người một. Rồi, băng cái lời ra, chặn xe ra. Mở sẵn nắp hộp ra cô bác. Sẽ có một nhà hảo tâm ẩn danh nữa tới tặng 20 triệu cho mỗi người 100.000. Cô bác nhớ cảm ơn đi. Đây là những nhà hảo tâm tới để giúp đỡ mình. Người ta không yêu cầu mình cảm ơn, nhưng mình vẫn thể hiện nét đẹp văn hóa ứng xử. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Mình chuẩn bị sẵn hai cái hộp, một cái đựng cơm, một cái đựng đồ ăn. Bao shop sẽ nhận các thức ăn còn lại. Có một nhà hảo tâm tới sẽ phát cho 200 người, mỗi người 100.000. Vui lòng đi theo thứ tự dùm. Nếu mà mình chen lấn rồi mình giành giật nhau là em sẽ kêu không phát số tiền đó nữa, mà tặng cho những bệnh nhân tâm thần. Bà lấy rồi ấy chú? Bà ơi, bà lấy rồi thì thôi để nhường cho người khác ăn bà ơi. Mỗi người một phần thôi, tụi con không phát hai lần, bà đừng giả vờ nữa. Hồi nãy bà lên bà, con tưởng là bà chưa có, hóa ra bà lấy rồi, bà cứ giả bộ. Không, không, không. Mỗi người một phần thôi, nhường dịp có cơm ăn nó là tốt lắm rồi. Con nghe cô ơi. Dạ. Dạ chào cô ạ. Vâng ạ. Vâng. 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 Cô gửi cô Cường, cô gửi cô Cường được ạ. Dạ. Dạ dạ vâng. 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 Chiều khoảng mấy giờ cô? 5 giờ hay sao? Hay 5 hay 6 giờ? Ngoài 5 giờ nhá. Ok, ok. Rồi rồi. Rồi con cảm ơn ạ. Vâng.
vâng, con chào cô ạ. Dạ, dạ. Rồi, 200 bệnh nhân và người đi nuôi bệnh sẽ được nhận thêm mỗi người 100 ngàn. Người phát tiền không nói tên hả chị? Dạ, em không nói được. À, nhà hảo tâm không... người phát tiền không hỏi nên nhà hảo tâm không nói tên. Và cô bác mỗi người nhận một phần. Nhớ cảm ơn nhà hảo tâm dùm em nhá. Nhà hảo tâm thì không yêu cầu cảm ơn, mà mình uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chín bê cái này vô cho bà này, để đó làm chi? Cô ơi, lát phát hết bánh mì cái thì cô phát tới bánh bao nhá, cho người ta. Bánh bao mình để sơ cua phía sau cho người ta nữa. Dạ. Thưa là cô ở đâu? Quận 7. Quận 7? À, quận 7 là khu Phú Mỹ Hưng hả? À, dạ. À. Đó là em. Dạ. Đó là em. Dạ, dạ. Cô phát này đã mệt chưa? Đã mỏi chân chưa? Đấy, chưa. Đứng dễ phát hơn. À, đứng vậy dễ phát hơn á. Dạ. Cô ơi, vui lòng cầm sẵn hai cái hộp ra giúp con đi cô. Vì người ta sẽ bỏ thức ăn vô trong ấy, rồi mình không có kịp lấy hộp ra để nhận. Lên trên là mất thời gian. Cầm sẵn hai hộp ra dùm đi cô. Ông bác này đi nuôi ai? Nuôi bà. Nuôi bà vợ. À. Năm nay bác nhiêu tuổi rồi? 67. 67. Bà vợ sao? Bị khớp. Khớp với thận. Hôm trước ở nằm bên bệnh nhân rồi đưa qua đây chuyển qua chợ đấy. À. À. Con ở đây thì cứ ra nhận cơm nhá. Rồi mới biết chạy rồi. Chiều nay bếp cơm có phát thức ăn nhá. 3 giờ rưỡi chiều cô bác ra xếp hàng giúp em nhá. Xếp hàng khoảng từ 3 giờ. Chiều nay bếp cơm có phát thức ăn nữa. Thông báo 3 giờ chiều nay bếp cơm có phát thức ăn. Mời cô bác ra xếp hàng nhận. Bếp cơm có phát thức ăn, mời cô bác ra xếp hàng nhận nhé. 3 giờ chiều nay, cô bác nào còn ở nhà thương thì ra nhận thức ăn. Mỗi người một phần giúp em nhé. Cô bác nhớ cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, có những phần ăn miễn phí. Hôm nay là nhà hảo tâm ẩn danh tặng 500 phần ăn. Rồi nhà hảo tâm ẩn danh khác thì tặng 5 triệu, phát xong rồi đi về. Giờ một nhà hảo tâm còn lại là tặng 20 triệu nữa cho các cô bác. Đứng ở hàng thứ ba, hàng cuối cùng ấy. Mấy người mới mặc áo vàng ra là mình đứng hàng cuối cùng.
cũng còn lộn xộn lắm, ít người. Cô bác cầm sẵn hai cái hộp ra giùm em đi ạ. Một cái đựng cơm, một cái đựng đồ ăn. Ăn món nào thì chỉ món đó. Ba giờ chiều nay bếp cơm có phát thức ăn nhá cô bác. Còn ở đây thì ra xếp hàng giúp. Bà ơi, nhờ đồ ăn này rồi có ăn hết không bà? Đồ chay, đồ chay. Ý con hỏi bà có ăn hết không? Hết. Để chiều không có xin đồ chay cho lợi. Dạ dạ. Nhớ sử dụng hết nha, không có vào trong nó hỏng thức ăn bỏ phí. Bỏ phí tội đó. Vâng. Nhiều khi tụi con là phát mỗi người một phần thôi, người ta muốn phát nhanh người ta cứ phát lẹ người 2-3 phần rồi ăn không hết bỏ cuồng. Chào bác ạ. Bác đứng vô trong ạ. Dạ. Bác gửi bác nói tên không bác? Không, không, được rồi. Vâng, vâng, con cảm ơn. Để dạ dạ rồi, con cảm ơn. Đây có một bác sẽ gửi tiền mình chưa biết bao nhiêu nhá. Bác cảm ơn bác. 1 2 3 4. Có một bà cụ đi ngang qua gửi 4 triệu mà không có nói tên. Thì trong cái buổi phát cơm trong tuần tới đó thì mình sẽ phụ thêm cái số tiền này để có thêm những cái phần ăn cho bà con cô bác. Thì bác bên đường bác đi bác không có cho biết mặt, không cho biết tên, ẩn danh luôn. Rồi chúc sức khỏe. Bác qua đường đậy giúp đi. Có hai cái bàn bên đường. Rồi, món nào cũng được, ok. Rồi, mang qua bên đường đây cô. Bên đường có hai cái bàn kìa. Ăn món nào chỉ món đó nhá. Rồi, chúc sức khỏe. Ăn món nào chỉ món đó đi cô bác ơi, nhanh lẹ để cho người sau còn lên. Nhận xong mang qua bên đường đây. Anh chờ xíu nhỉ. Mang qua đường đây cô bác ơi. Mời anh. Mời cô. Rồi xin mời. Xin mời. Rồi mời anh. Ăn món nào chỉ món đó nhá. Rồi đi từ từ thôi, đi theo thứ tự. Mở sẵn nắp hộp ra giùm em. Bỏ hai cái nắp hộp vô trong đại ca, cầm hai cái hũ rồi. Về. Cầm hai hộp ra ngoài, mở sẵn nắp ra cô bác.
Cô có hóa đơn đóng viện phí không cô? Không, cô đi nuôi chú ở giờ trên giấy ở trên cổng. Sau cô mang theo hóa đơn đóng viện phí mà hoặc là phải có áo màu vàng đi nuôi bệnh. Cái áo đấy của cô đâu? Không có áo. Không có áo. Sau mang theo hóa đơn đóng viện phí giúp con nhé. Em trai có hóa đơn đóng viện phí không? Cho anh kiểm tra đấy. Rồi. Người nhà mình tên gì em? Mình Thanh Vũ. Ừ, ok. Bọn anh chiều nay có phát cơm đấy nhá. Dạ. Nếu có áo vàng thì mặc theo nhá. Dạ, nằm bên kia chưa có áo vàng. Rồi. Dạ, rồi con cảm ơn. Cho con coi. Rồi được rồi, cô đi đi. Từ từ em trai. Chiều 3 giờ bọn anh dạ. có phát cơm chay nhá. À cơm mặn nhá. Người nhà tên gì em? Đinh Quốc Tuấn. Đang chỉ định. Ok, cảm ơn. Người nhà tên gì thưa cô? Dạ con cảm ơn. Rồi. Chiều nhớ mang theo nhá. Em trai có đi nuôi bệnh không? Rồi thôi rồi, ok đi đi. Chị có đi nuôi bệnh không? Em bẩn, không phải là nuôi bệnh. Rồi ok. Cô có đi nuôi bệnh không? Bệnh được quên ta, đi rồi không đem, đến chiều tôi đem này. Nhớ mang hóa đơn đóng viện phí. Dạ rồi. Đừng bắn cây ạ. Dạ rồi. Cô đi nuôi bệnh không cô? Có, giấy tờ chú đi tôi nét. Rồi. Rồi ok, bước tới. Chú có đi nuôi bệnh không chú? Rồi. À, bếp cơm tụi con sẽ chỉ giúp bệnh nhân ung thư với người nuôi bệnh nhá. Còn các cô chú bên ngoài nếu mà quá khó khăn thì tụi con giúp một hai bữa thôi. Còn lại vẫn ưu tiên cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Quá trời dài, quá trời nhiều. Giờ chiều nay bếp cơm có phát thức ăn nhé, cô bác ra trước 3 giờ giúp. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi qua đường đẩy đi các cô bác ơi. Có hai cái bàn của mình bên đường đó. Cô bác nhận thức ăn xong mang qua bên đường sắp xếp nha. Bếp cơm có bố trí hai cái bàn ở bên đường. Phát hoài rồi mà cái hàng vẫn còn dài quá trời, nó không có đủ rồi. Giờ ta ra đông quá. Mỗi người một món các anh chị ơi. Rồi nhanh chóng ăn món nào chỉ món đó. Tình nguyện viên múc cho mình. Đằng sau còn nhiều người lắm. Rồi tiếp theo. Mỗi người một món, ăn món nào chỉ món đó giúp em cô bác ơi. Qua đường đẩy giúp con đi cô. 3 giờ chiều nay bếp cơm có phát thức ăn nhá. Mời cô bác qua nhận thức ăn. Bạn gái đi nuôi ai? Dạ nuôi mẹ em. Mẹ bệnh gì? Em mổ sợ chú mặt. Ờ, mặc áo bà ba đẹp quá. Ờ, người miền Tây đúng không? Người miền Tây dễ thương vô cùng. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Ăn món nào chỉ món đó. Dạ Tuấn Dương nghe. Em ở cổng số 6 bệnh viện Chợ Rẫy đang phát thức ăn. À đây.
Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, vâng. Dạ, mình đã ghi sẵn tên ở đây, chị quay lại rồi giúp em. Đây. Vâng, ngồi hướng công đức cho bà Lâm Thị Huy đúng không ạ? Đây, đây. Rồi, cảm ơn gia đình nhá. Em có nhận cái số tiền này là hồi hướng công đức cho mẹ là bà Lâm Thị Huy, 1.000 đô Úc. Thì sang tuần em sẽ làm cái chương trình này. Rồi mình có để số điện thoại của mình ở đây không? Đây, đây, cái số vừa gọi qua đúng không ạ? Để ghi tên của người nhà đây là Lâm Thị Huy đúng không ạ? Vâng, vâng, không, cái con ghi là người nhà của Lâm Thị Huy đi. Để dễ nhớ. Dạ. Và một dạ đủ rồi em cảm ơn ạ. Dạ rồi. Rồi cảm ơn gia đình. Đây hết tiền thì mà chị còn lấy tiền túi chị cho thêm nữa. Không biết bao nhiêu cho đủ. Dạ. Rồi cảm ơn gia đình. Tuần sau em sẽ làm. Dạ rồi. Đã phát hết 20 triệu rồi nhưng mà cái số lượng người còn nhiều quá nên là chị... Biết tôi nào khổ rồi chứ. Không, không giờ mình đọc được. Không, tôi đọc được khổ chứ. Cho chạy chạy ngang quá thì nó không, đúng không? Ít quá mà... Thôi, sao, người thôi tùy duyên vậy. Em đi hú kèm lúc này là được gì? Rồi, trời đỡ rồi, em ơi, đi qua rồi. Rồi, thôi, bữa sau, rồi tùy duyên đi vậy. Cái này không phải là hết tiền rồi. Rồi. Ta còn chút tỉnh là thì ghét. Chú giỡn đấy.
Rồi tới đi cô. Con có biết người nào khổ người nào không khổ không? Đã tới đây là em muốn người nào cũng khổ. Cảm ơn. Rồi giờ phát tới bánh bao ấy, phát hết 500 phần, hôm nay chắc phải 600 phần hơn. Rồi nhận tiền, cảm ơn. Đông lắm chị, chung là tức là họ. Cô sao cô không có mà áo vàng cô? Cô nuôi chả chảy có áo vàng. À, chồng xạ người xạ chị thì ung thư thì không có áo. Rồi cảm ơn, cảm ơn. Rồi băng qua đường chụp chép có bà. Em gái đi nuôi ai? Đi nuôi bà chị xạ chị. Bà chị xạ chị, rồi bà chị bệnh gì? U não. U não. Rồi đi ra ngoài dùm ạ. Vâng. Cũng có người em biết. Mình bệnh gì anh trai? Dạ bị bệnh u não ạ. Người nhà bị gì hay sao? Cái đây là cái khoa khu D, khoa xạ trị ung thư. Nên là nhiều đây này. Nguyên cả cái này. Rồi bước tới. Rồi tùy duyên. Ai nhận được nhiều thì nhận. Vâng. Em cũng biết sao. Vâng, vâng. Là đã 20 mấy triệu rồi. Vâng. Rồi mỗi một phần bước tới giúp em. Chia sẻ yêu thương. Ủa là hết rồi nghỉ rồi. Thì vâng, chiều với em phát tiếp. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi bước tới. Đấy là bụi đời bên ngoài. Cho bà già ấy chị. Ngày nào thường em phát từ thứ hai đến thứ bảy sáng chiều tới đây. Biếu bà, chúc bà sức khỏe, qua đường đây giúp con. Bà đi nuôi ai? Nuôi bà già. Bà già bệnh sao? Bà già bị bệnh tim. Tim. Rồi con cảm ơn. Con cảm ơn. Chúc... Rồi, chúc bà sức khỏe. Con ở đây chiều nay ra nhá, chiều còn con có phát. Cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe. Rồi cảm ơn. Chiều nay 3 giờ. Rồi à, rồi ok. Rồi rồi con cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Oh, anh ấy, tùy duyên em. Tùy duyên nhá. Ờ anh cảm ơn. Vâng vâng. Rồi rồi em cảm ơn. Rồi em cảm ơn chị. Dạ rồi rồi. Em cảm ơn. Cảm ơn. Dạ dạ cảm ơn chị. Dì Ke mà hỏi sao em đi nuôi bệnh không có tiền. Cho nhấp xuống đây kêu. Mấy trái cho ơi con. Cầm ra, cầm ra. Cầm hai cái này ra. Đó, bà. Bỏ đi lá cây cầm hai cái này đây. Bà ơi bà. Bà bỏ cái thùng này bà phát thêm cái bánh bao cho ta. Chị ra phát ra sữa cái thùng này. Chị phát hết cái thùng đó. À, để cho cô ấy phát. Chị phát đi, chị ngồi chị phát. Đây những phần phát sinh thêm nhá. Đây, phát sinh thêm là tặng sữa bắp rồi tặng bánh bao cho các cô bác. Số lượng người quá đông. Hôm nay người lại phát tiền thì sau khi phát hết tiền móc hết túi ra cũng không đủ để tặng cho tất cả. Ai không được tiền thì thôi tùy duyên dùm nhá. Nhớ cảm ơn nhà hảo tâm dùm em các cô bác ơi. Cảm ơn, cảm ơn. Bà uống đi, bà uống đi bà. Dạ, không chắc ngon rồi. Hôm trước là tủ lạnh, nó không có được lạnh. Dạ, dạ. Rồi, con cảm ơn nha. Rồi.
gái này chưa về à? Chừng nào mới về? Ở đây thấy lâu quá rồi. Dạ, hết một tuần rồi. Hết một tuần rồi á? Chừng nào mới về? Ngày 8. Ngày 8 Tây á, 8 tháng 3. Ngày phụ nữ Việt Nam được ra viện à? À. Người nhà em bệnh gì? Ung thư gan mà mổ. Một người ăn cái bánh bao, một người ăn cơm. Chia sẻ yêu thương đi cô. Đông quá, tụi con quá sức rồi. Chia sẻ nhau thôi chứ giờ chuẩn bị 500 phần, mà giờ 600, hơn 600 người ra thì sao giờ? Mình tụi con không có phát dùm nhá, có mặt đặt tên. Giờ phát cho những người xếp hàng đây cũng không đủ nên là không có nhận dùm, không phát dùm. Thôi hết đó là thôi, cô máu ngưng đi cô. Phát hết cơm đấy là ngưng. Phát hết cơm, phát để bánh bao, phát đấy thôi. Mong các cô bác ở đây người nhà hết bệnh rồi mua vé số trúng tiền tỷ quay trở lại giúp những người khó khăn hơn mình nhá. Tình thương mến thương, sóng sau dồn sóng trước. Rồi thôi cô bác đừng ra xếp hàng nữa. Chiều 3 giờ. Cô bác xếp hàng nữa giờ không còn gì thấy ngại quá. Cứ từ từ từng người một đi ạ. Còn cái gì nhận cái đó giùm em. Có bánh bao có sữa mình uống thôi đỡ vậy đi. Rồi chúc cô bác là chăm sóc người bệnh mau hết bệnh rồi về nhà mua vé số trúng tiền tỷ quay trở lại giúp những người khó khăn hơn mình. Rồi hết ngưng. Rồi rồi ngưng cô hết rồi, phát bánh bao phát đấy hết cơm rồi. Hết cơm rồi cô bác không xếp hàng nữa. Rồi tới đây đi thẳng luôn. Chú Kỳ ơi, tới đấy kêu đi thẳng luôn, hết, không phát nữa. Cô bác nhận bánh bao rồi nhận sữa xong đi ra ngoài đây, những phần phát sinh tụi em chuẩn bị rồi, 3 giờ chiều nay có tiếp nhá. 3 giờ chiều nay mời cô bác ra tiếp, nhận sữa, nhận bánh bao xong rồi đi vô thẳng nhà thương luôn. Rồi, hết cơm rồi cô, không có đủ, bệnh nhân đông quá, 600-650 người không có đủ. Nhận sữa, nhận bánh bao. Nhận sữa, nhận bánh bao, chiều 3 giờ ra xếp hàng, đi theo thứ tự đi em gái ơi, sao chen vô vậy? Mình lớn mình không có chen vô vậy nghe chưa? Đợi đi ra ngoài. Đừng có chen như vậy, đi ra ngoài giùm em, ý thức giùm đi. Đi ra ngoài em gái. Rồi phát sữa, phát. Rồi cho mỗi người chai sữa, phát hết cái thùng này thôi. Rồi động viên mỗi người chai sữa uống cho có sức khỏe. Rồi tới chiều ra nhận thức ăn. 3 giờ chiều, 3 giờ chiều cô bác ơi, 3 giờ chiều. 3 giờ chiều.
Rồi tùy duyên nhá. Rồi xong, cảm ơn các cô bác. Dạ cảm ơn cô. Cô cho con hỏi thăm là cô tên gì và cô ở đâu ạ? Cô Mai ở quận 7. Dạ thưa cô, có hay tham gia những cái chương trình mà giúp đỡ các cái hoàn cảnh khó khăn ở nhà thương không cô? Ừ, có. Thì hôm nay cô phát ở đây là lần đầu tiên phải không? Ở bệnh viện Chợ Rẫy này này. Thì cô thấy cách tổ chức của tụi con này có hợp lý không? Ok, cô coi hoài à. Cô coi hoài à, có gì góp ý để bọn con làm tốt hơn không? Không, không cần. Không cần nữa. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi đúng không? Rồi, cảm ơn cô nhá. Chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe. Dạ, dạ. Rồi, bà. Rồi, biếu bà. Chúc sức khỏe. Rồi, biếu bà. Bà ở đâu rồi? Dạ, rồi. Rồi, rồi, biếu bà. Dạ, không phải, không phải. Anh Lai đâu rồi anh Lai ơi? Rồi biếu anh. Rồi chú sức khỏe. Chú ơi, rồi chú mua vé số giúp con. Ờ, giúp cho mấy, dạ, à, giúp cho mấy người phụ nấu. Rồi. Rồi biếu là 6 nhá. Rồi, rồi biếu chị. Rồi chị. Rồi biếu em heo nè. Rồi còn ai nữa rửa chén nữa? Rửa chén rồi đúng không? Còn ai nữa? Bà Sáu có chưa? Dạ có em rửa nồi nè. Cái này là cho cái người phụ bếp. Rồi gửi biếu em. Dạ rồi cảm ơn nhiều. Rồi đủ chưa? Rồi ok. Chị ơi. Không không, cái này là cho mấy người phụ bếp nhá.